Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trong nước và quốc tế trên kênh Tin Mới. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua các nội dung chính đáng chú ý được phát trong chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, bây giờ đang là mùa mưa ở miền Nam và là một mùa thu se lạnh. Không chỉ An Huy mà tỉnh Giang Tây cũng hứng chịu mưa lớn. Trong trận mưa lớn này, người đi bộ cũng bị lũ cuốn trôi. Theo các báo cáo, vào ngày 8 vừa qua, một cơn mưa xối xả đã xảy ra ở thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây với lượng mưa lớn nhất là 250-260mm. Toàn bộ khu vực bị lũ lụt nghiêm trọng, ô tô đậu bên đường đập vào cửa sổ. Khi người dân đang chụp ảnh đường phố ngập lụt, họ bất ngờ nhìn thấy người đang bị cuốn đi giữa dòng nước lũ. Người đi đường bị lũ cuốn trôi xuôi theo dòng nước, không biết mình sẽ đi về đâu. Những người dân quay cảnh này khi nhìn thấy cảnh này đã rất lo lắng, run rẩy, ôm lấy anh trai của mình và hét lên hoảng sợ. Người đàn ông này không biết bơi. Những người phát hiện người đi đường này bị nước cuốn trôi, đứng ngay tại nơi người đi bộ bị nước cuốn trôi, chờ thời cơ, sẵn sàng dùng dụng cụ hỗ trợ bất cứ lúc nào. Cuối cùng, người đi bộ cũng đã được lực lượng cứu hộ giải cứu an toàn. Mưa xối xả ở tỉnh Giang Tây rất mạnh. Ở làng DC Poyang, một tòa nhà đã bị lũ phá hủy ngay lập tức. Ngoài mưa xối xả, còn có thời tiết đối lưu như sấm sét và lượng mưa lớn. Sau khi đoạn video trực tuyến này được đăng lên mạng, nhiều người dùng Internet đã rất quan tâm đến việc người này có đăng nhập hay không. May mắn thay, mọi người đều nghe thấy câu trả lời đầy chân thật. Rất nhiều người trên mạng nói năm nay là một năm dị thường, cũng là một năm thường xuyên có tai họa. Năm nay là năm như thế nào? Tại sao có quá nhiều thảm họa xảy ra? Trên thực tế, không có ai là không sợ hãi về thảm họa. Điều khủng khiếp là liệu chúng ta có học được gì từ thảm họa hay không? Liệu chúng ta có quý trọng trái đất và liệu chúng ta có để lại môi trường sống tốt đẹp cho thế hệ tương lai hay không? Ngoài ra, trong năm thiên tai này, chúng ta cũng phải chung sức bảo vệ tổ ấm của mình để cả đời con cháu chúng ta không phải hối tiếc mùa hè ở Trung Quốc. Theo một video được đăng tải trên Internet gần đây cho thấy, hồ chứa nước Long Đường ở biên giới Quý Châu và Quảng Tây đã bị vỡ kè. Dòng nước chảy xiết dâng cao gây ra sóng lớn, người dân địa phương đã phải chạy nhanh đến nơi có địa hình cao hơn. Mưa lớn ở miền Nam Trung Quốc đã gây ra lũ lụt ở nhiều tỉnh. Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc lại cố tình làm nhẹ đi tính nghiêm trọng của tình hình thiên tai, mà chỉ tập trung vào tình trạng hỗn loạn ở Hoa Kỳ. Vào ngày 11, một video được đăng tải trên Weibo cho thấy đám đông người đang di chuyển lên chỗ có địa hình cao hơn, trên đường cái xuất hiện một dòng người kéo dài. Hầu hết mọi người đi bộ, cũng có người đi xe đạp hoặc lái xe ô tô, trong đó có những chiếc xe chở đầy người ở phía sau. Người quay phim giải thích bằng tiếng địa phương rằng hồ chứa nước Long Đường và nhà máy điện bị sập, mọi người đều chạy lên sườn núi, ở đây đều bị ngập lụt hết. Một số cư dân mạng đăng video lên Twitter của người nước ngoài và đính kèm một bản dịch hoàn chỉnh dòng trạng thái trên video. Có người xem nghe hiểu được và đã dịch ra đại ý của lời nguyên gốc trong video. Hồ chứa Long Đường bị vỡ, hiện giờ quần chúng nông dân và những người có xe cộ đang tháo chạy đến Gia Châu, thật là quá thảm mà. Lần này hồ chứa nước bên này thì bị vỡ, trạm phát điện thì bị sập. Bây giờ mọi người trên đường đều đang tháo chạy lên chỗ dốc, bên này toàn bộ đều đã bị ngập hết cả rồi. Ngoài ra, có một đoạn video cận cảnh về trận lụt được cho là bờ kè của hồ chứa Long Đường ở Quý Châu. Video cho thấy dòng nước chảy xiết lao xuống từ ngọn núi sau khi bị chặn bởi tòa nhà, nó đã gây ra một làn sóng lớn. Người quay video thỉnh thoảng kinh hãi kêu lên. Đoạn video còn cho thấy do cơn lũ ập tới bất ngờ nên người dân địa phương có thể không kịp sơ tán trước. Theo tài liệu công khai, có một hồ chứa nước tên là Long Đường ở huyện Bình Đường, tỉnh Quý Châu, nằm giữa huyện Nam Đan thuộc tỉnh Quảng Tây và tỉnh Quý Châu. Tin tức về hồ chứa nước Long Đường bị sập vẫn chưa được truyền thông Trung Quốc báo cáo chính thức và vẫn không cách nào xác định tính xác thực của tin tức tại thời điểm này. Vào ngày 11, các phương tiện truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã trích dẫn một báo cáo mới từ chính phủ nói rằng trên toàn quốc tổng cộng có 148 con sông có mực nước đã vượt quá mức cảnh báo, lưu vực sông Châu Giang và một số nơi đã xảy ra lũ lụt. Tuy nhiên, theo tin tức lan truyền trên Internet, thì 11 tỉnh bao gồm Quảng Tây, Quý Châu, Quảng Đông, Giang Tây, Hồ Nam và Phúc Kiến bị lũ lụt nghiêm trọng, thậm chí nhiều thành phố bị ngập lụt và đường phố biến thành sông. Phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ nói chung chung về con số thảm họa, không có thông tin chi tiết về trận lụt. Các chương trình TV, trang web và trang báo chính thức vẫn lấy các cuộc bạo loạn và dịch bệnh ở Hoa Kỳ làm chủ đạo, khiến cư dân mạng Trung Quốc thở dài và không biết họ sống ở Trung Quốc hay Hoa Kỳ nữa. Động đất ở Panjihua.
Thưa quý vị, vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 12, một trận động đất mạnh 6,1 độ Richter đã xảy ra tại ngã ba của huyện Renyi, thành phố Panjiwa, tỉnh Tứ Xuyên và huyện Huli, quận tự trị Langsanji, tỉnh Tứ Xuyên với độ sâu tiêu cự là 10 km, tâm chấn có tọa độ 26,2 độ vĩ bắc, 101,9 độ kinh đông. Tính đến 16 giờ 53 phút ngày 13, trận động đất đã làm 7 người chết và nhiều người bị thương ở Tứ Xuyên và Vân Nam. Tổng số có 9 người chết và 16 người bị thương, trong đó ở Panjiwa Tứ Xuyên là 3 người chết và 1 người bị thương, ở tỉnh Langsan Tứ Xuyên là 3 người chết và 4 người bị thương, ở tỉnh Choseong, Vân Nam có 3 người chết và 11 người bị thương nặng. Tính đến 21 giờ ngày 13, trận động đất mạnh 6,1 độ Richter tại Phan Chi Hoa, tỉnh Tứ Xuyên đã làm 21 người thiệt mạng và 113 người bị thương, trong đó có 4 người chết ở Phan Chi Hoa, Tứ Xuyên và hàng chục người bị thương, 11 người chết ở Lương Sơn, Tứ Xuyên và 12 người bị thương. Tính đến 9 giờ 30 phút ngày 14, trận động đất mạnh 6,1 độ Richter tại Phan Chi Hoa, tỉnh Tứ Xuyên đã khiến 24 người thiệt mạng và gần 300 người bị thương. Trong đó, 19 người chết và 190 người bị thương ở tỉnh Tứ Xuyên, 5 người chết và 108 người bị thương ở khu tự trị Choseongji, tỉnh Vân Nam. Phòng trực ban của Cục Quản lý Động đất Trung Quốc đã báo cáo vào ngày 14 rằng, theo báo cáo từ Cơ quan Quản lý Động đất tỉnh Tứ Xuyên và tỉnh Vân Nam, tính đến 11 giờ ngày 14, trận động đất mạnh 6,1 độ Richter ở Phan Chi Hoa đã giết chết 36 người và 506 người thiệt mạng, trong đó 25 người chết và 238 người bị thương ở huyện Huli, tỉnh Tứ Xuyên, 5 người chết và 132 người bị thương ở thành phố Panjiwa. 6 người chết và 132 người bị thương ở quận tự trị Choseongji, tỉnh Vân Nam và 4 người bị thương ở huyện Lukwan, thành phố Côn Minh. Theo báo cáo của Cục Phòng chống động đất và giảm nhẹ thiên tai thành phố Phan Chi Hoa, hơn 15.000 ngôi nhà ở thành phố Phan Chi Hoa bị hư hại, hơn 200 ngôi nhà bị sập, 9 hồ chứa bị hư hại và 13 ao ở Samping bị hư hại. Tình hình thiên tai ở tỉnh Langsan và Choseong, Vân Nam đang được xác minh. Thành phố Phan Chi Hoa, tỉnh Tứ Xuyên, nơi chịu ảnh hưởng của trận động đất 6,1 độ Richter đã đưa ra thông báo tất cả các trường tiểu học ở thành phố Phan Chi Hoa của Trung Quốc thông báo lịch tạm nghỉ học. Theo Shen Yiquang, Phó Giám đốc Văn phòng Sở Giáo dục thành phố Phan Chi Hoa, có gần 500 trường tiểu học Trung Quốc, bao gồm cả trường mẫu giáo và trường trung học cơ sở dạy nghề trong thành phố, với 150.000 học sinh. Thành phố Phan Chi Hoa nằm ở phía tây nam tỉnh Tứ Xuyên, nơi hợp lưu của sông Kim Sa và sông Á Long, là một thành phố công nghiệp thép mới nổi ở Tứ Xuyên, tọa độ địa lý là 101,08 đến 102,15 kinh độ đông và 26,05 đến 27,21 vĩ độ bắc. Nó được bao bọc bởi ba quận Huli, Daejeon và Yangwon ở quận tự trị Langsanji ở phía đông và phía bắc và giáp với các quận Nilang, Hupan và Yongren của tỉnh Vân Nam ở phía tây và nam. Tổng diện tích là 7.440 km², tổng dân số là 1,5798 triệu người. Trận động đất Phan Chi Hoa vào ngày 12 đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng ở khu tự trị Choseongji, tỉnh Vân Nam. Hiện tại, chính quyền Chongxi đã phân bổ khẩn cấp 3,5 triệu nhân dân tệ để cứu trợ thiên tai và các sở ban ngành khác nhau trong bang cam kết toàn tâm toàn ý cứu trợ động đất. Sau trận động đất, các sở ban ngành ở các cấp của tỉnh Choseong đã khẩn trương hành động, thực hiện nhiều biện pháp để tổ chức cứu trợ động đất và thành lập 5 tổ công tác để đến huyện Yamu, huyện Yongren, huyện Nguding, huyện Dayao và huyện Mungding ở tỉnh Choseong để tổ chức công tác cứu trợ động đất. Đồng thời, chính quyền tỉnh Choseong đã phân bổ 3,5 triệu nhân dân tệ trong quỹ khẩn cấp, 3.700 chiếc lều, 1.000 chăn bông và 2.000 bộ quần áo. Huyện Yamu khẩn trương phân bổ 200.000 nhân dân tệ để hỗ trợ khẩn cấp 35 tấn lương thực, 180 chăn mền. Quận Yongren khẩn cấp phân bổ 1,1 triệu nhân dân tệ vào quỹ khẩn cấp, 500 chăn bông, 526 lều và 200 bộ quần áo. Quận Dayao khẩn trương phân bổ 200.000 nhân dân tệ vào quỹ khẩn cấp. Vào sáng sớm ngày 13, Sở Y tế tỉnh Vân Nam đã cử một nhóm gồm 16 chuyên gia y tế đến khu vực bị động đất ở Choseong. Sở Y tế tỉnh Choseong đã cử 47 thành viên đội cấp cứu y tế và y tế đến huyện Monjo, huyện Yongren và huyện Yudi để điều trị cho những người bị thương. Hiện có 69 người bị thương đang được điều trị trong bệnh viện. Đồng thời, chính quyền tỉnh Choseong đã phân phát 2.000 kg thuốc tẩy và 58.000 gói chất khử trùng cho khu vực bị thiên tai để vệ sinh và khử trùng. Đồng thời, một đơn vị đóng quân ở Choseong đã cử 660 sĩ quan, binh sĩ và 590 đội khẩn cấp dân quân tham gia cứu trợ thiên tai. Công ty trách nhiệm hữu hạn cung cấp điện Yamu đã thành lập một đội cứu hộ gồm 18 người và khẩn trương đến thị trấn Yangji, huyện Yamu để kiểm tra và sửa chữa lưới điện bị hư hỏng.
Thị trấn Changji, lưới điện đã sửa chữa xong và trở lại bình thường. Ngoài ra, vào sáng ngày 13, Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc đã gửi 3.000 chiếc chăn trải giường, 300 hộp máy lọc nước và 500 bộ dụng cụ khẩn cấp gia đình từ Trung tâm ứng phó và cứu trợ thảm họa Chữ thập đỏ Vân Nam đến khu vực bị động đất. Thưa quý vị, tối ngày 15 vừa qua, một trận động đất mạnh 5,8 độ Richter đã xảy ra tại vùng biển huyện Nghi Lan, tỉnh Đài Loan. Phạm vi chấn động lan sang khu vực Triều Sơn, một số người dân Triều Châu cho biết họ cảm thấy chấn động. Khoảnh khắc xảy ra động đất, một người dân Triều Châu đã quay video để chứng kiến cú sốc tối nay. Tác động của trận động đất này không lớn lắm, nhưng người dân Triều Châu vẫn có thể cảm nhận được trận động đất. Trận động đất ở Triều Sơn ở Đài Loan gần như là một cú sốc hàng năm và họ đã quen với nó. Theo đo lường chính thức của mạng lưới động đất Trung Quốc vào lúc 21 giờ 19 phút ngày 15, một trận động đất mạnh 5,8 độ Richter ở vùng biển huyện Nghi Lan, Đài Loan với độ sâu tiêu cự 80 km, tâm chấn cách thị trấn Yangwei 19 km, cách thị trấn Huje 21 km, cách thị trấn Ludong 23 km, cách thị trấn Thu Trang 24 km, cách thành phố Jilan 24 km, cách huyện Jilan 24 km và cách thành phố Đài Bắc 57 km. Độ cao trung bình trong phạm vi 5 km tính từ tâm chấn là khoảng 68 m. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin tiếp theo của Tin Mới.